Theo đó, vào sáng 26 tháng 10, chị N. T. H. 1995, chở con trai lớn 5 tuổi, từ thành phố Hải Dương về quê ở làng Mạc Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, Hải Dương, chơi. Cùng thời điểm này, anh Đ. Th. M. 1996, trú tại thành phố Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, là người chơi làm cùng công ty với chị huyện về chơi. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, cả gia đình đang ngồi uống nước và anh M. chuẩn bị ra về thì Nguyễn Văn Quỳnh 34 tuổi, trú tại Cẩm Khê, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, đi xe ôm đến. Sau đó, Quỳnh chạy xuống bếp lấy dao, chém tới tấp vào người anh M. và chị Nguyễn. Do vết mến nặng, ngay trong đêm qua, chị Nguyễn được chuyển lên phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, còn anh M. chuyển lên Hà Nội cấp cứu. Được biết, cách đây 6 năm, chị Nguyễn kết hôn với Quỳnh Hiện và hiện đã có 2 con, một trai, một gái. Chị Nguyễn làm công nhân còn Quỳnh không có nghề nghiệp ổn định. Tuy nhiên, trong quá trình bình thường sống, hai cung phi chồng kém cỏi xảy ra mâu thuẫn nên chị Nguyễn nhiều lần bỏ về quê ngoại ở, thậm chí thuê phòng ra ngoài sinh sống. Thời gian gần đây, chị Nguyễn đã nhiều lần làm đơn ly hôn nộp lên tòa án và đang trong quá trình tòa giải quyết. Vào sáng 26 tháng 10, chị Nguyễn cùng con trai lớn về quê và cùng thời điểm này, anh M. người chơi chị Nguyễn, về chơi cùng và ở lại ăn cơm thì xảy ra vụ việc. Ông Bùi Thanh Thùy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làng Mạc Đông Xuyên xác nhận vụ án và cho biết, hiện công an huyện Ninh Giang đang điều tra làm rõ ràng vụ việc. Sau khi gây án, Quỳnh đã bị cơ quan chức năng nắm giữ.